Trước hết là chúng ta định nghĩa khổ như thế nào. Bởi vì mình nói khổ mà không biết khổ nó ra làm sao. Chữ khổ nó phản nghĩa với chữ vui, tức là cái cuộc sống của con người của chúng ta nó có khổ, nó có vui. Mình nói khổ tức là nó phản nghĩa lại là vui, là khổ. Thì khổ nó chia làm hai phần, khổ tâm và khổ thân. Bởi vì mình nói nhưng mà mình không có xác định là cái khổ như thế nào. Khổ thân thì ví dụ như chúng ta làm việc đồng án, dãi nắng dầm mưa cũng khổ, nó khổ cái thân. Rồi cái người ở chợ người ta mua bán, thức khuya dậy sớm, người ta cũng khổ. Nói chung là đã là con người có mặt ở trên cuộc đời này là đều phải có một cái nghề để sống. Mà quý vị biết rằng có một cái nghề tạo ra cái đồng tiền để sống không đơn giản đâu, gian nan lắm, cực khổ lắm. Chứ không có cái nghề nào mà làm ra có đồng tiền gọi là sung sướng. Thế thì tôi nói là cái nghề đi ăn trộm cũng là cái nghề đó, mà họ cũng cực khổ, họ gian nan rồi chứ họ đâu có sung sướng gì đâu. Cũng là cái nghề ăn trộm, cũng rình mò rồi cũng này kia khác, đâu phải đơn giản. Mà cái đó thì người ta xếp vào cái diện tiêu cực, cái đó xã hội không có hoan hỷ. Và luật pháp của nhà nước cũng không tha thứ được, vì nó là xếp vào cái hàng tiêu cực, xấu ác. Nhưng mà họ cũng cực khổ. Nhưng mà cái khổ thân đó thì người ta còn khắc phục được, người ta khắc phục được. Cái thứ hai là cái khổ tâm đó không thấy. Cái khổ thân thì đem cái thân của mình lao động, mình thấy làm cực khổ mệt nhọc, mình muốn trong hết giờ để về nhà mình có cái thời gian mình nghỉ khỏe, mai mình tiếp tục công việc của mình. Cái này người ta khắc phục được. Như là bão tố, cháy nhà, chiến tranh, tất cả những cái áp lực đó nó làm cho cái thân của chúng ta khổ, mà người ta khắc phục được. Khắc phục được. Bây giờ sang cái lĩnh vực thứ hai là khổ tâm. Cái này khó khắc phục. Cũng trong cái môi trường sống đó, nhưng mà cái người khổ tâm họ thấy họ chán nản, bất mãn và sinh ra cái tiêu cực. Thường thường đó, những cái người họ uống thuốc độc, họ tự tử, họ thắt cổ, họ nhảy xuống dưới sông, họ trầm mình, là do cái
cái khổ tâm. Chứ không có ai nghe nói cái ông nông dân ông cực khổ quá, ông tự tử, không có. Mà cái người khổ tâm, người ta khó khắc phục. Bởi vì sao? Nó rây rứt ở trong tâm của mình, nó lần hồi nó làm tổn thương về cái nội tâm của mình, khó chịu được. Đó, bây giờ tôi nói đại khái đây này quý vị thấy. Mình có thể mình bỏ ra một số tiền, một cái vật chất nào đó, nhưng mà mình thấy không có tổn thương còn cái nội tâm hơn là người ta xúc phạm đến mình. Đã xúc phạm đến mình. Từ cái xúc phạm đó, mình bị tổn thương về nội tâm, cho nên mình suy nghĩ, càng suy nghĩ càng thấy khổ. Ở bây giờ cái mà nó cụ thể nhất đó, là trong gia đình của mình có đứa con nó ngộ nghịch, là quý vị khổ rồi. Mặc dù nhà cửa rất là tốt, đời sống kinh tế rất là dồi dào, không có đến nỗi là thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà trong nhà có đứa con nó ngộ nghịch, nó bất hiếu, thì quý vị bị cái cú sốc mà người ta phê bình. Những người chung quanh chúng ta họ phê bình, rồi ngay những người trong thân tộc của chúng ta họ cũng phê bình, thì mình bị gì? Bị sốc. Nó tổn thương về mặt tinh thần. Vậy thì cái khổ này nó không có hình tướng, nó không như là cái khổ thân. Khổ thân mình làm rất là đổ mồ hôi xót mắt, làm rất là cực khổ, nhưng mà xong rồi nằm ngủ một giấc rất là an ổn. Còn cái người khổ tâm đó, nằm đó mà không ngủ, hoặc bị lường gạt, bạn bè, thân quen, rồi tiền bạc này kia khác nọ, rồi họ lường gạt, thì tự nhiên mình thấy gì? Bị sốc. Nói không được. Giờ thằng bạn đó nó thân với mình, nó than khổ, làm ăn không có vốn luyến, nó nhờ vả mình thấy tội nghiệp, mình đưa tiền cho nó. Mình giấu hết cả nhà, không cho ai biết hết. Sau đó cái người bạn này, họ biết được cái nhược điểm của mình, là mình đưa tiền cho hắn mà mình giấu gia đình. Nó biết được cái nhược điểm đó, nó quỵt luôn, nó không trả. Rồi bây giờ đó, mình không dám nói cái chuyện này với trong nhà mình, vợ con cũng không dám nói, cha mẹ mình cũng không dám nói, mình giấu mà. Nhưng mà trong cái tâm này nó không có an lạc, nó dày xéo, rây rứt, cái đó khổ. Tôi nói vừa rồi, nó cái câu chuyện nó xảy ra thế này, quý vị nghe nè. Cái đạo hữu này ở Đồng Tháp, mà trước giải phóng đó thì làm chung với cái người Mỹ ở Long Bình, trại Long Bình ở Biên Hòa, mượn của cái người Mỹ đó là bạn mà $500, nhưng mà không có trả. Không biết quên hay sao, đại khái không biết, sau 72 Mỹ nó rút, thì cái người Mỹ này họ về nước, thì số tiền nó chưa có trả. Thì bây giờ cái người Mỹ đó chết, họ về họ đòi nợ. Thì anh này biết rồi, mình có mượn của ai mình nhớ đó chứ,
anh này anh về anh báo mộng là còn nợ anh 500 đô la. Anh mới ghé cái chùa ở trong cái làng đó. Cái thầy đó cũng lớn tuổi rồi. Anh đi trình bày, thầy đó mới nói bây giờ đạo hữu tính cái tiền đô với tiền Việt Nam đó là bao nhiêu? 500 đô la Mỹ thì đổi ra 10 triệu Việt Nam. Anh mua gạo, anh cho đồng bào nghèo, tức là trả nợ. Tôi nghe thầy đó cũng thiệt tình lắm. Anh này mới bỏ ra 10 triệu mua gạo phát cho đồng bào nghèo. Hắn về hắn đòi nữa. Đòi nữa. Bây giờ ảnh quản rồi. Như vậy mình trả nợ như vậy là người kia chưa nhận được, cho nên họ mới đòi nữa. Thì quý vị nghĩ như vậy là hợp lý không? Ông A nó thiếu nợ tôi, tôi tới tôi đòi ổng cái mua gạo ổng cho người ta, tôi đâu có chịu, thà là tôi cho chứ, đúng không? Nó trả tôi mua tôi cho chứ, tại sao của tôi mà đem cho? Không hợp lý. Cho nên cái người Mỹ đó về họ đòi nữa. Thì năm ngoái vừa rồi đó là tôi đi cứu trợ ở cái làng Vĩnh Châu. Nên là ở Sóc Trăng cái làng này họ trồng củ hành, họ mù hết cả làng. Tức là năm ngoái tôi xuống tôi cho đó là 365 người mù hết 2 con. Còn cái mù 1 con đó là trên 800 người. Như vậy là cái làng đó trên 1.000 người mù. Họ trồng củ hành. Thì đêm hôm đó tôi nằm mà tôi ngủ ở khách sạn Công tử Bạc Liêu. Tôi nghe nói Công tử Bạc Liêu mà chưa biết, rồi ghé ngủ coi cái Công tử Bạc Liêu nó sang cách sao cái khách sạn đó. Sang lắm, sang lắm. Giờ còn đồ còn nguyên hiện đó. Chỉ ở ngoài đã sơn phết rồi lại thôi, chứ còn cái đồ nội thất ở trong cái khách sạn nó còn nguyên hết, sang lắm. Thì cái đạo hữu này mới điện thoại cho tôi lúc 9 giờ, mới trình bày cái sự việc đó. Tôi mới nói bây giờ đạo hữu có muốn trả không? Nếu muốn trả thì gửi tiền lên tôi trả cho. Mà không phải làm như vậy không được. Bởi vì bố thí là việc khác, mà trả nợ là việc khác. Sao để đem cái chuyện bố thí mà trả nợ cho người ta, ta không chịu là phải rồi. Bởi vì tôi học ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn á, tôi mới biết cái việc này. Còn quý vị không học là quý vị không biết. Ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn, cái câu chuyện này mang cái tựa đề là trọng nghĩa khinh tài. Là ông Huệ An với ông Huệ Minh là bạn đạo với nhau. Ông Huệ An mới đem gửi cho ông Huệ Minh 10 nén vàng, mà gia đình của ông Huệ An là nghèo, làm co cụm rồi dành dụm mua được 10 nén vàng gửi cho Huệ Minh, mà không cho con biết, sợ nó biết đây rồi nó không có đi làm, nó ỷ lại cái số tiền nó không làm, cho nên không cho con biết. Mà ông Huệ Minh á lại kêu con lại chỉ cái này, bạn của bố gửi bố 10 nén vàng, con cất con giữ nha, mai kia mốt nọ mà bố có chết, bạn bố có chết thì con trả cái số vàng này lại cho con của ông Huệ An, giữ tín nha con. Nói đàng hoàng. Thì con của Huệ Minh mới cất 10 nén vàng này. Sau đó hai ông chết hết, Huệ An Huệ Minh chết hết. Thì con của Huệ Minh mới kêu con của Huệ An tới mới nói rằng lúc còn sống đó, bố anh có gửi cho bố tôi 10 nén vàng. Bố tôi dặn dò kỹ lưỡng, giữ cẩn thận và sau này trả lại cho anh. Hôm nay tôi mời anh tới tôi trả 10 nén vàng lại cho anh. À, thế là con của Huệ An nói rằng bố tôi không nói tôi việc đó, tôi không nhận. Tôi không nhận. Nhà tôi nghèo,
Làm gì có 10 nén vàng gửi cho bố anh? Không nhận. Thì con của ông Huệ An mới nói rằng, chẳng lẽ tôi đem vàng tôi đưa cho anh? Vô lý. Của bố anh gửi cho bố tôi cho tôi biết, dặn dò tôi kỹ lưỡng, trả lại cho anh, vì là chữ tín tôi trả lại cho anh. Của anh mà. Anh này cứ nói là bố tôi không nói chuyện đó, tôi không biết, tôi không nhận. Nhà tôi nghèo làm gì có tiền, cứ gửi 40 nén vàng không nhận. Con của ông Huệ An thua. Con Huệ An không nhận thì con Huệ Minh thua chứ làm sao đó. Sau đó con của Huệ Minh mới lên phủ Khai Phong, mới trình bày cái việc này cho Bao Thanh Thiên, là một quan sự kiện thanh liêm nhất. Mình coi phim đó. Bao Thanh Thiên mời hai người này lại, con của Huệ An, con của Huệ Minh lại. Thì con của Huệ Minh mới trình bày rằng, bố của anh này gửi cho bố tôi 10 nén vàng, bây giờ hai bên hai ông bố chết hết, tôi giữ chữ tín của bố tôi trả số vàng lại cho anh ta. Thì anh ta cũng nói rằng, bố tôi không nói tôi chuyện đó, tôi không nhận. Nhà tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho bố anh 10 nén vàng. Bao Thanh Thiên xử không được, không được. Giỏi đó mà xử không được. Cuối cùng hết là đem 10 nén vàng này vào chùa để làm bạc tiến cho Huệ Minh với Huệ An. Đó là câu chuyện trong Thiền Lâm Bảo Quấn tôi học. Như vậy cái này là phải làm như vậy mới được, chứ không thể lấy tiền của người ta rồi mua gạo thí cho đồng bào nghèo là không được. Đó. Tôi mới, đạo hữu đó mới gửi lên cho tôi 10 triệu, tôi nghiệp lắm, gửi lần 2 triệu, lần 3 triệu, lần 5 triệu, tức là 3 lần mới đủ 10 triệu, tức là phải trả 2 lần. Lần thứ nhất là mua gạo cho rồi, lần thứ hai nè. Thế thì tôi mới làm cái thủ tục là dọn một cái bàn hương án, tôi làm lễ bạch với Tam Bảo A và B, người đòi nợ một người thiếu nợ. Bởi vì cái đạo hữu này nhớ cái tên cái người Mỹ đó, nhớ đàng hoàng, năm sanh rồi nhớ đàng hoàng. Tôi phải bạch với Tam Bảo để Tam Bảo chứng minh cho cái người trả nợ, cái người đòi nợ này ta chết rồi, thì số tiền này phải làm sao. Mà phải bạch cho Tam Bảo để Tam Bảo chứng minh. Sau đó số tiền này cúng trai tăng để hồi hướng cho cái người Mỹ này. Năm ngoái năm nay êm không có đòi nữa, gần tới Tết rồi không có đòi nữa. Cho nên ai có nợ trả đi nha, không tới đây mốt nó chết rồi nó đòi trả 2-3 lần mệt chứ lắm á. Nợ kiếp này là phải trả, chứ không trả rồi trả hoài trả không hết á. Trở lại vấn đề khổ, tôi nói lại, khổ thân là chúng ta khắc phục được. Bởi vì cái việc đó chúng ta chấp nhận. Mình làm ngành nghề mua bán, làm nhà nông, làm công chức, làm thầy cô giáo, tất cả mọi cái việc đó là chúng ta chấp nhận. Bởi làm có đồng tiền để sống mà, chúng ta chấp nhận. Có khổ, nhưng mà thuộc về khổ thân. Đó là người ta khắc phục được. Nhưng mà khổ tâm thì người ta không khắc phục được. Người ta có thể chết. Nếu không chết thì cái khổ này nó dằn vặt, nó kéo theo. Sau khi mạng chung rồi, cái đời sau nữa cũng mang theo cái khổ này. Chứ không phải ngay cái hiện tại này không, mà đời sau cũng mang cái khổ này. Nó là nhân quả mà. Bởi vì khi mình chết là sanh thuận tử an. Khi mà mình chết á, cái tâm mình an lạc, nó khác. Còn cái tâm mình khổ, đó nè, là khác, hai cái này khác nhau. Cái tâm mình khổ, thì cái nhân, thì cái quả tương lai,
chúng ta sanh vào cái quốc độ nào, tái sanh vào ở đâu cũng mang theo cái khổ đó hết. Chứ đâu, không phải khổ bây giờ đâu. Cho nên hành giả tu tịnh độ, cái quan trọng của người tịnh độ là buông xả. Quan trọng phải buông xả. Chứ không buông, buông xả là không được. Muốn về tịnh độ là phải buông, buông, buông xả. Ngay ở đây. Chứ mình còn cố chấp, mình còn ôm cái khổ này, thì không bao giờ giải quyết được cái khổ ở tương lai. Mà ngay ở đây mình không giải quyết được, thì tương lai làm sao giải quyết được. Cho nên tôi nói lại cái chỗ này đó là, người hành giả tu tịnh độ, cái điều quan trọng là buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả cái nỗi khổ của tâm. Giận người đó là khổ, ghét người đó là khổ, ôm cái mối hận thù là khổ. Ở đây đạo nho ta còn nói được cái câu là hàm quyết phú nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Mình ngậm một bún máu mình phun cái người đối diện mình đó mà chưa chắc trúng họ, chưa chắc, nhưng mà cái miệng mình dơ rồi đó, trước dơ miệng mình. Như vậy đây, cái câu nói rất đơn giản, cụ thể, mà cái khổ đó thì nó trở về mình. Còn Đức Phật thì dạy sao? Ngửa mặt lên trời phun nước miếng, ngược gió về bụi. Đâu mình thực tập thử coi. Lát ra sắp hàng ngoài sân rồi ngửa mặt lên phun nước miếng, coi nước miếng nó tới trời không? Nó chạy vô cái mặt mình, rõ ràng. Đó, hai vị này, hai vị thánh này ta dạy rõ ràng. Không có quan ưng gì hết. Đó, tôi nói đại khái rồi. Thế thì thông thường đó, để tôi nói cái chuyện thông thường, mình khổ mình hay đổ thừa cho ngoại cảnh, do xã hội, do chế độ, do A, do B, do người thân, do con cháu trong nhà, mình đổ thừa đủ thứ chuyện hết. Thông thường là vậy. Tại người A đó, tại ông B đó, tại bị không. Thế thì tại sao cũng cái môi trường đó mà có người thì khổ nhiều, có người lại vui nhiều? Đó nè, cũng cái môi trường sống đó mà có người bình thản, không khổ không vui. Như vậy chúng ta đặt cái câu hỏi tại sao? Nếu nói cái xã hội khổ là khổ hết, khổ hết, từ A tới Z khổ hết, tại xã hội. Nhưng mà không phải, cũng cái hoàn cảnh đó, cái môi trường đó, nhưng mà có người thì khổ ít, có người thì khổ nhiều, có người thì vui, có người thì bình thường, không khổ không vui. Đó, chúng ta xét thử. Vì vậy cho nên đối với nhà Phật thì Đức Phật dạy chúng ta rằng cái khổ là do phiền não, do nhân quả mà nó từ quá khứ, hiện tại, vị lai, nó nối một cái dòng, một cái sợi xích, móc xích này từ quá khứ, hiện tại, vị lai mà chúng ta khổ do phiền não. Thì có cái câu chuyện vui thế này tôi kể quý vị nghe nè. Có cái ông nhà giàu đó, ông đi ăn dỗ, dẫn theo cái người hầu. Và gia chủ người ta đãi bánh ít ngon quá. Ông ăn xong rồi ông thấy ngon quá, ông lấy ba cái ông đưa cho cái người hầu. Tức là mục đích ông về nhà ông ăn tiếp. Cái người hầu đó em ăn hết trời. Tưởng đâu cho nó ăn hết. Khi mà đi về đó, đường đi về đó, thì cái ông nhà giàu đi trước, cái người hầu nó đi sau. Ông quay lại ông nói, tao bộ tù thôi mày đi giải tù. Thì bình thường thì ông chủ đi trước, người đệ tớ đi sau. Ông sai lại nói, tao bộ tù thôi mày về dẫn tao như giải tù. Ông chịu. Cái người hầu đó đi ngang, ổng nói tao với mày bộ bạn hay mày đi ngang tao, cũng không chịu nữa.
Rồi nó chạy ra trước mày, cha tao hay mày đi trước tao, nói chuyện đó. Câu chuyện rất dễ cười. Thế thì tại sao lại có cái chuyện đó? Đi sau cũng không được, đi ngang cũng không được, đi trước cũng không được, rồi bị mất ba cái bánh. Cái người hầu đó mới đứng lại để vòng tay, thưa ông, vậy con phải đi thế nào? Không hỏi ba cái bánh tao đâu. Như vậy là phiền não, mất ba cái bánh, tự phiền não nó lên. Ông nhà giàu thấy khổ. Rõ ràng không? Đơn giản, chuyện rất đơn giản. Tôi đọc cái chuyện tôi thấy thiệt hay. Thiệt hay. Bình thường nếu như không có ba cái bánh đó thì nó đi sao cũng ông cũng vừa lòng hết, không có cái gì thắc mắc hết. Nhưng mà mất ba cái bánh này thì đi sao thì ông nói ổng là tù, nó là giải tù. Đi ngang thì ông nói là bạn bè với ổng, không chịu. Đi trước là ông nói cha tao, mày đi trước tao, hai cái không có cái nào ông chịu hết, là vì mất ba cái bánh. Cho nên cái nguyên nhân mất ba cái bánh là cái tham, cái phiền não tham nó khơi dậy ở trong tâm đó. Ổng thấy khổ, ổng thấy khổ, thấy khổ thì có gì đâu. Vì vậy cho nên quý vị thấy cái xã hội như là xã hội Tây Phương, ở phương Tây, tức là Âu Châu, cái nền văn minh của họ tuyệt đỉnh so với Việt Nam thì nghĩa đi. Mình mới đây mà, người ta trước mình mấy thế kỷ. Nhưng mà hỏi cái người dân ở cái phương Tây đó họ tìm cái hạnh phúc, tôi thấy cũng mơ hồ à. Mơ hồ à. Chứ đâu phải như vậy họ có hạnh phúc đâu. Trong một cái môi trường sống họ đầy đủ như vậy. Cái người phương Tây bây giờ họ khủng hoảng đó quý vị. Họ khủng hoảng ghê gớm đó. Tôi đi Hoằng Pháp bên đó, mấy người Tây họ quy y bên Phật. Họ theo đạo Phật rồi. Họ mới tâm sự họ kể cho tôi nghe. Người Tây Phương bây giờ họ khủng hoảng ghê lắm. Cái khủng hoảng lớn nhất của họ là gì? Là cái mối quan hệ gia đình và cái truyền thống gia tộc đánh mất hết. Họ đề cao cái chủ nghĩa cá nhân cao quá. Cho nên bây giờ họ mất hẳn cái đó. Việt Nam chúng ta không khéo đó, mà đánh mất cái mối quan hệ này là nguy hiểm. Tức là con người của chúng ta không còn cái dòng họ tổ tiên, không còn cái hiếu thảo gì nữa hết. Cái này là cái nguy hiểm nhất. Cho nên về lễ Vu Lan vừa rồi tôi nói, tôi đi ban đạo từ, Đức Phật tịch diệt rồi, Ngài để lại cho chúng ta cái ngày lễ Vu Lan đặc biệt, quan trọng nhất, linh thiêng nhất. Vì sao? Vì cái tinh thần Vu Lan là tôn vinh hai đấng sanh thành cha và mẹ mình. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người, Ngài có cha có mẹ, Ngài tôn vinh cha mẹ Ngài. Ngài cứu thánh mẫu Ma Gia, Ngài cứu được vua Tịnh Phạn. Ngài là đại hiếu. Rồi Ngài mới chỉ dạy cho tôn giả Mục Kiền Liên cứu bà Lưu Thanh Đề. Ngài tán thán là đại hiếu Mục Kiền Liên, mà thực sự Ngài là đại hiếu. Ngài là đại hiếu. Vậy thì hôm nay chúng ta có cha có mẹ, mà ai đã có cha mẹ thì đương nhiên phải báo ân cha mẹ. Mà đi phản bội lại cái ân sanh thành dưỡng dục, bỏ cái cội nguồn tổ tiên ông bà mình là mất gốc, mất gốc. Tây Phương bây giờ nó đang khủng hoảng, mất gốc. May ra thì dân tộc Việt Nam mình còn cái đạo hiếu của người Việt Nam, với cái tinh thần báo ân của đạo Phật, hai cái này nó gặp nhau là lễ Vu Lan Bồn. Chứ đâu phải mình thấy là cái xã hội văn minh như phương Tây như vậy họ an lạc đó, họ hạnh phúc đâu. Tìm cái hạnh phúc của người phương Tây còn xa lắm. Bây giờ quý vị thấy nè, khủng bố là một nè, chiến tranh là hai nè, đó nè, rồi trộm cướp là ba nè. Tức là tràn lan những cái chuyện đó ở phương Tây, tức là ghê gớm, ghê gớm.
Họ có. Như vậy hỏi người dân họ có khổ không? Họ đầy đủ vật chất đó, nhưng mà cái khổ tâm của họ vẫn là khổ tâm. Ở những cái thành phố lớn họ nơm nớp, họ sợ đặt mìn, không biết họ chết giờ nào. Đó là khủng bố. Một cái khách sạn như vậy, một đoàn xe lửa như vậy, họ giật chết 100-200 người. Thì như vậy tìm được cái an lạc, tìm cái hạnh phúc, thấy còn xa đâu. Chứ đâu phải văn minh như vậy là họ an lạc đâu. Họ hết khổ đâu. Thế thì bây giờ người ta không đồng tình với Đức Phật ở cái điểm này. Những cái khổ mà con người gặp phải, tại sao Đức Phật nói là do mình mà không phải do ngoại cảnh? Mà chúng ta thấy hoàn toàn là do ngoại cảnh, do người A, người B, do xã hội, do đoàn thể, do cái này. Mà Đức Phật nói là tự mình, người ta không đồng tình với Đức Phật cái điều đó. Đó nè. Mà họ cho rằng cái ngoại cảnh hết. Đức Phật mới nói về chúng ta này, không phải đâu. Bởi vì con mắt thường của người đời, của thế gian, không thấy được cái nhân quả ba đời. Mà cái Phật nhãn, cái trí tuệ bát nhã của Đức Phật, Ngài mới thấy được cái nghiệp quả chúng sinh ba đời. Mà cái khổ của con người hiện tại đây là do cái nhân quả ba đời. Do cái nhân quả ba đời. Như vậy là một là hiện báo nè, hai là sanh báo, rồi ba là hậu báo. Ba hậu báo. Thế thì tại sao chúng ta lại bị một cái người đó, người A đó, họ theo đuổi mình, họ làm mình khổ mình suốt đời? Tại sao? Và có nhiều câu hỏi tại sao mà ta giải quyết không được. Tại sao ta với cái người đó lại thân thiện mà không phải bà con ruột cặt gì hết? Người dưng nước lã mà ta với họ lại thân thiện, giao hảo. Còn ngược lại, dòng họ của mình, bà con ruột thịt của mình mà trở thành ân quán, suốt đời làm khổ với mình không? Làm sao? Nhiều câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta giải quyết không được. Mà đạo Phật chỉ là do nhân quả. Cái này là hậu báo. Bởi vì cái hiện báo đó là chúng ta dễ thấy đó. Đánh trống, giọng chuông, thổi kèn, tất cả những cái đó là nhân quả đồng thời hiện. Cho nên ông bà chúng ta ngày xưa thường nói là ngày xưa trả báo thì chày, ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Tức là nói được cái hiện báo. Để mình gây cái nhân, cái quả đó tức khắc, không qua một phút, một giây, một giờ nào, thì cái đó gọi là hiện báo. Đó, bây giờ quý vị đánh chuông, cầm cái dùi chuông, quý vị chạm vào cái thành chuông thì vang ra tiếng chuông liền, nó đâu có chờ phút nào đâu. Quý vị thổi kèn, quý vị đánh trống, quý vị thấy đó. Nhưng mà cái sanh báo thì có thời gian. Nấu cơm thì quý vị phải mất một giờ đồng hồ. Lấy gạo, đem vo, bắt lên trên nồi, hoặc than, hoặc điện, hoặc lửa chùm. Một giờ đồng hồ sau quý vị mới có nồi cơm ăn. Như vậy từ nhân đến quả này, một giờ đồng hồ nó khác với đánh trống thổi kèn. Nhưng mà làm cơm rượu thì cũng nấu nếp nấu cơm, nhưng mà ủ lại 3 ngày sau nó khác nhau. Phải 3 ngày làm dưa cải, làm tương, làm chao, trồng chuối, trồng cam, trồng quýt. Quý vị thấy không? Có những cái cây giống trồng 5-7 năm. Bây giờ người ta ghép hết. Cho nên nó nhanh. Ngày xưa đó quý vị biết trồng cái bòn bon với cây măng cục phải 15 năm. Tôi về dưới vườn, họ nói cây bòn bon mà ươm cái hạt rồi đem ra mà trồng thì có trái phải 15-17 năm. Cây măng cục phải 10 năm. Bây giờ người ta ghép hết 3 năm có trái. Có trái. Tôi đi qua Thái Lan đó, tôi dở trong cái tủ lạnh ra đó, dưa hấu nó có 3 loại: dưa màu trắng, dưa màu vàng, dưa màu đỏ. Tôi thấy màu đỏ màu vàng thì Việt Nam mình có rồi đúng không? Cái dưa màu trắng là mình chưa có. Tôi nói dưa non
mà nó ngọt dữ dằn đâu quý vị. Trái cây của Thái là cái gì cũng ngọt, me cũng ngọt, khế cũng ngọt, cái gì cũng ngọt hết. Thanh long ba màu, màu vàng, màu trắng, màu đỏ. Việt Nam mình có màu đỏ với màu trắng, chưa có màu vàng. Mà bên Thái ta có cái thanh long màu vàng, có màu vàng. Như vậy là trồng cây ăn trái thì phải có gì? Có thời gian, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Mình nuôi đứa con từ lớp mẫu giáo mà cho đến con mình nó trưởng thành, nó đỗ tiến sĩ, thạc sĩ phải là 15, 20 năm. Cái nhân quả này mình thấy được. Mình thấy được. Thế mà có cái trường hợp là nhân quả đời này, đời sau, đời sau, đời sau nữa, không ai thấy hết. Cái này mình không chấp nhận được, không chấp nhận được, bởi mình không thấy. Cái gì mình thấy, mình trồng cái cây này mình chờ nó, năm mình nuôi đứa con mình chờ nó kết quả, mình thấy mình tin. Nhưng mà cái hậu báo này mình không thấy, mình không tin. Mà Đức Phật nói hậu báo đó, mình đọc từ bi sám pháp đạo tràng, rõ ràng đó, từ bi sám pháp đạo tràng. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư tu hành 10 kiếp thanh tịnh, 10 kiếp như vậy thanh tịnh. Như vậy là cái quả báo này nó phải chờ 10 kiếp của Ngài Ngộ Đạt nó mới báo được. Thì như vậy đâu phải là 5 năm, đâu phải là 10 năm, đâu phải 20 năm, mà tới 10 kiếp. Năm 2011 tôi đi hoằng pháp ở bên Âu Châu, ở Đan Mạch, nó xảy ra một cái chuyện thế này. Hai mẹ con, người con thì 40 mà mẹ thì 70, có hai mẹ con. Hôm đó tôi ở bên Thụy Điển, chú qua, chú chở tôi qua nhà, chú mới trình bày, chú nói mẹ con á, bệnh cái gì mà bác sĩ bên đây giỏi lắm người ta không biết. Tôi hỏi bệnh sao, chú kể tôi nghe. Má con nhịn ăn, có khi thì 10 ngày, có khi là 15 ngày, không chừng. Chỉ uống nước thôi, sáng uống nước, chiều uống nước. Mà bà giỏi lắm, con đi làm ở nhà một mình, bà giặt đồ nè, bà nấu ăn nè, bà tưới kiển nè, bà lau nhà, bà làm rất là tươm tất, giống như ô xin vậy đó. Nhưng mà không ăn nhịn ăn. Sau cái thời gian nhịn ăn đó, bà ăn lại, một ngày ăn 3 con gà. Mà ra ngoài shop mua con gà về mà bỏ lên cân, bà cân đó, 1,4 kg là bà vất thùng rác liền. Phải trên 1,4 kg rồi bà mới ăn. Một ngày ăn 3 con. Thì cái cậu con trai đó mới nói với tôi thế này nè, thầy nghĩ rằng 3 con gà mà làm thịt đãi khách 20 người ăn hết không? Má còn ăn hết. Còn linh tinh nữa là khác. Còn những cái chuyện linh tinh nữa khác. Bơ, sữa rồi này kia khác nọ là linh tinh. Không biết sao. Bác sĩ không biết. Thì chú đó chú nói tôi vậy thì bà ngồi kế bên tôi bà nói. Nó nói thêm nữa thầy. Ăn gì dữ vậy? Nhà có hai mẹ con rồi, nó ăn cái chi tôi ăn cái đó. Chứ nó nói tôi ăn dữ, nó nói thêm á. Tức là người con trình bày như vậy thì bà mẹ bà phản đối lại, bà nói là nó nói thêm, bà không có ăn. Ma nó ăn chứ ai ăn dữ vậy? Mà thiệt ma ăn. Mà tôi nói cái này không phải đơn giản đâu. Cái này phải có cái nhân quả ở quá khứ, chứ không phải đời này. Phải có cái nhân quả quá khứ, nó thuộc về hậu báo. Thì tôi vừa nói vậy thì bà, cái tay bà chỉ vô cái ngực bà nói con nữ này nè, con nữ này gian ác lắm, đời trước nó có tiền, nó mướn người ta giết tôi theo tôi báo nó đọc ba đời, ba kiếp. Vậy là hậu báo rồi. Quý vị thấy hậu báo rồi. Tôi nói cái này thôi bó tay nè, không ai làm được hết. Bây giờ đây má con còn thấy đường. Đó nè, con đi làm về, tối con hướng dẫn má con lên bàn Phật, từ bi sám pháp đạo tràng, sám hối cho má con, để cho cái quan gia trái chủ này họ được xả bỏ.
Xả thì mới gì? Mới hỷ, chứ không xả không hỷ được. Phải xả. Mình nói từ bi hỷ xả, xả trước mới hỷ sao? Ở bây giờ hai người họ giận nhau 5 năm, 10 năm đi. Làm sao cho người đó họ hết giận? Mà không hết giận đó, thì cái giận hờn này, cái thù hận này là kiếp nào cũng phải còn ở trong mắt được. Bây giờ chỉ cần có một người bạn tốt, một người bạn tốt, hay là một nhà tu hành, một đạo hữu có cái thiện cảm với cái người đó, họ tới họ giải thích, họ giải thích, họ nói về nhân quả, họ nói về cái hại của hận thù, à, thì sau đó cái người đó họ nghe được rồi, họ chỉ gần gật đầu, chỉ gật đầu thôi, thì cái giận 10 năm, cái giận 5 năm này tự nhiên nó mất, đâu có cần qua một phút vậy đâu, chỉ cần gật đầu thôi. Thế nè, à, như vậy là cái mối quán hận này, cái sự thù nghịch này, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, mà chỉ cần xả ly thì chấm dứt, mà không xả ly thì không biết đời nào chấm dứt được. Do vậy mà đạo Phật mới có cái phương pháp là sám hối. Phương pháp sám hối, mình sám hối cho chính mình, và mình sám hối cho các cái quan hồn uổng tử, những cái quan gia trái chủ đó. Tức là mình tự sám, mà mình sám cho cái quan gia trái chủ đó nữa. Thì như vậy là khi mà người ta chấp nhận, người ta xả ly, thì những cái quán hận này, những cái thù nghịch này, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời này nó tiêu tan hết. À, cho nên vì vậy mà đạo Phật thường dạy chúng ta những cái điều mà hôm nay chúng ta nhận gọi là khổ là do cái nhân quả đời trước chúng ta tạo. Mà nếu không có cái nhân quả đời trước chúng ta tạo đó, thì cái quan trái đời này chúng ta không gặp. Người đó với chúng ta thấy mặt, chúng ta gặp nhau là chúng ta thù, chúng ta ghét. Tại mày, tại mi là mình thấy cái hiện tại, đúng không? Nhưng mà cái nhân quả này chúng ta tạo ở quá khứ. Tôi có cái bà Phật tử, hôm nay bà cũng gần 70 rồi. Bà siêng tu lắm. Bác quan trai kỳ nào bà cũng tham dự đầy đủ. Có hai đứa con trai nè. Mà cái thằng lớn đó là nó phá tiền dữ dằn, không làm ra đồng bạc, mà cứ về là bà đưa tiền, mà nó chỉ cần nháy mắt là bà đưa thôi. Bà sợ nó lắm. Còn cái thằng Út á, cái thằng nhỏ đó, đi làm bảo vệ, đem tiền về hết đưa cho bà, không hút thuốc, không uống cà phê. Vậy mà bà gặp ở chỗ nào bà cũng chửi, chửi đà mạt luôn. Bữa đó tôi đứng ở trên lầu, xã giới rồi tôi đứng trên lầu, bà ra, thằng con bà nó đem xe gắn máy tới, nó đậu ngoài sân nó chờ bà. Bà chửi cho nó một chập, mà cái áo tràng còn cặp ở cái nách, chửi một chập mới leo lên xe về. Quý vị thấy vô lý không? Tôi đứng trên lầu tôi nói hả, mới xã giới đó. Bà dòm tôi, tại sao vậy? Mà còn cái thằng lớn là không bao giờ nó tới chùa nó chở bà về được một bữa nữa. Mà cái thằng nhỏ đó lui cui xách xe chở má đi chùa về, mà gặp chợ chửi ngoài chợ, gặp ngoài đường chửi ngoài đường, gặp ở chùa chửi ở chùa. Thằng nhỏ nó hết chịu nổi, hết chịu nổi. Như vậy khổ tại ai? Bây giờ chúng ta đặt khổ tại ai? Tại má tôi. Nó tại má nó. Nó hỏi tôi, thưa thầy, sao má con không có công bằng, anh con thì phá của phá nhà, xài tiền như nước, má con sợ, còn con là đem tiền gì hết đưa cho má con, má con chửi là sao thầy? Má con bất công vậy đó. Tại má, thấy không? Tại bị. Tôi mới nói đâu có gì đâu tại đâu. Má mày mắc nợ anh mày, má mày trả, mày mắc nợ anh, mày mắc nợ má mày, mày trả, có vậy thôi. Thôi cái nó chấp tay nó xá tôi, nó không nói gì nữa hết. Rõ ràng có tại ai đâu. Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái khổ này do đâu?
Người đó họ đeo đuổi mình, họ làm mình khổ suốt đời là vì trước đây mình với họ đã gây cái này, gây rồi. Phải có cái nhân chứ, không nhân là sao có quả. Tự nhiên, bây giờ chiều con nít nó chạy ra ngoài đường nó chơi, nó đánh lộn, nít đó mà, chạy vô khóc, cái mẹ hỏi sao nữa, tự nhiên nó quánh con, cái ra ngoài đường chửi lộn với hàng xóm, vô duyên không? Sao tự nhiên được? Cho tao nhà nó không đánh, mày cũng dữ dằn là tao đập cho mày một hơi, êm. Rõ ràng á, tự nhiên binh con chạy ra chửi lộn dần số, tự nhiên nó quánh con, không có cái đòi gì tự nhiên hết, phải có nhân có quả, có nhân có quả. Khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta đâu có trách ai đâu. Ngay cả thân tộc của mình mà họ lừa đảo mình thì ngay trước mình lừa đảo người ta. Tôi nói cái chuyện này quý vị thấy đau lòng dữ lắm, mà không nói thì không, nó không ra chuyện phải nói, chứ đau lòng dữ lắm. Hai vợ chồng là bác sĩ, nhà lầu 3 tầng, vợ bác sĩ, chồng bác sĩ, người giàu, trí thức à. Chứ nói người nông dân làm ruộng thôi tôi không nói, người mà đi làm chuyện bốc xếp rồi này kia tôi không nói, đây là nhà giàu mà là có học, trí thức. Tại sao họ làm những cái chuyện lạ đời không? Người con trai Úc ở với ông bố ở bên Mỹ, đó là cái cậu con trai đó đi vượt biên, rồi sau đó mới mẹ mất, mới bảo lãnh ông bố qua Mỹ. Còn hai anh chị lớn ở nhà Việt Nam thì làm bác sĩ, có nhà lầu đàng hoàng, có xe hơi đàng hoàng. Ông bố mới nói với cái cậu con trai, bố muốn về Việt Nam, bố sống vài năm, rồi bố chết á là chở cái quan tài của bố về dưới quê chôn chung cái phần mộ của ông bà, tổ tiên của ông bà. Chứ bố không muốn ở xứ người chết gửi xương gửi nạc, bố thấy bố tủi thân đâu. Bây giờ quý vị làm con mà cha mẹ nói như vậy thì quý vị tính sao? Nói đúng quá. Bởi vì cái người Việt Nam, cái người lớn tuổi là cái quê hương của họ, họ gắn bó. Mồ mả ông bà của họ, họ không bỏ. Nơi chôn nhau cắt đúng, họ không muốn bỏ. Cực chẳng đã, bây giờ già rồi, cái ông con trai suy nghĩ hoài, bây giờ làm sao mình về được? Công ăn việc làm, con cái nó đang học hành ở bên này làm sao về được? Mà cứ một tuần lễ ông bố cứ nói chuyện đó một lần, tuần lễ ông nhắc lại một lần, muốn lắm. Sau đó cái cậu con trai Úc nó mới về Việt Nam bàn với vợ chồng anh chị, mà bố nói với em như vậy đó, mà bây giờ em khó lắm, một cảnh hai quê làm sao em về được. Thôi bây giờ em thưa với anh chị là em bỏ tiền em mua nhà, mua đất, nhà đất, rồi anh chị đứng giấy giùm em Việt Kiều, rồi em đưa bố về, em mướn người, thuê người ở. Chứ anh chị làm bác sĩ đâu có thời giờ mà chăm sóc bố. Em thuê người. Rồi anh chị thường qua lại chăm sóc, an ủi. Rồi một vài năm bố già rồi mình đem cái quan tài bố về dưới quê chôn. Theo ước nguyện của bố như vậy. Người anh cả mới nói, chú Út nói như vậy là hợp với đạo lý. Khen nữa chứ. Đạo lý gì? Là cha mẹ mong muốn ước ao, người con đáp ứng được cái điều mong ước muốn của cha mẹ, đó là đạo hiếu. Ông anh cả ông khen được. Thế thì bây giờ mua nhà mua đất xong rồi, ông anh cả không đứng mà để bà chị dâu đứng hết. Ông anh cả không có rớ cái chuyện đó hết. Nó thôi cái chuyện để đàn bà người ta làm chuyện, anh không đứng. Thì sau đó người em Út mới đưa ông bố về, bà chị dâu mới đưa giấy tờ ra, nó nói của bà hết, mọc đóng đỏ hết, rõ ràng rồi. Ai làm khổ ai? Như vậy đó, cái cậu con trai Út này cứ nói là anh chị mình làm khổ. Chứ sao?
Chỗ AB này làm khổ, bỏ tiền mình ra, bây giờ lừa đảo mình, gạt mình, đứng giấy tờ hết, dẫn bố về nói chị ta, nói của chị ta. Bây giờ địa phương ta nói sao? Ta biết, chính quyền địa phương ta biết. Đứng về tình á, thì chúng tôi biết rằng anh em ruột, chúng tôi biết. Nhưng đứng về lý thì là chính quyền địa phương người ta đóng dấu, hợp pháp người ta mới cấp giấy tờ. Thì cái này là gia đình anh chị đã bàn bạc rồi, thì chúng tôi đâu có xử được, không xử được. Rồi cuối cùng hết, người em mới dẫn ông bố về Hoa Kỳ, bỏ xương bỏ nạc ở Hoa Kỳ. Chuyện thiệt đó là. Thì như vậy là chúng ta nói cái hiện tại là anh chị này lừa đảo, mà em ruột, chứ ai là em ruột mà là anh chị lại lừa đảo. Mà nói thêm nhân quả thì hai người này đã lừa đảo trước đây rồi, ở quá khứ rồi. Bây giờ cái quả nó thuần thục thì người ta lường gạt lại. Khổ là do ai? Khổ do mình chứ không phải do AB. Chúng ta phải xác nhận về điều đó. Giống như với vừa rồi báo Đời Sống và Pháp Luật nó đăng, thằng cháu nội 15 tuổi đi chơi game về thiếu nợ hết tiền, bà nội đi lãnh tiền trợ cấp người già được 700 ngàn, nó giết bà nội nó lấy 700 ngàn, nó đi chơi game. Thì bây giờ nói sao? Ai làm khổ? Thằng cháu nội nó làm khổ. Nhưng mà cái quá khứ này là hai người này ghê gieo cái nhân này ở quá khứ rồi, bây giờ gặp nhau nó trả quả. Phải đó. Không có cái gì mà tự nhiên được hết. Đó. Vì vậy cho nên chúng tôi nói thế này, nhìn gần với con mắt thiện cận của mình thì mình thấy cái nỗi khổ trên cuộc đời này là do cái tác động ở bên ngoài, hoặc do xã hội, hoặc do bạn bè, hoặc do là người thân trong gia đình mình tạo cho mình cái nỗi khổ đó, mình bực mình. Nhưng mà xét về nhân quả thì Đức Phật nói rằng tất cả những cái nỗi khổ mà con người hôm nay phải gánh chịu là do cái túc nghiệp đời trước chúng ta tạo. Cho nên vì vậy mà chúng ta đưa ra một cái hình ảnh cái xã hội ở Tây Phương, tức là về mặt vật chất rất là đầy đủ, nhưng mà tìm cái an lạc, tìm cái hạnh phúc cho người dân còn xa lắm, còn xa lắm. Họ còn đang phải sợ hãi khủng bố, họ đang sợ hãi về chiến tranh, tội án, xì ke, ma túy, làm đảo lộn hết đời sống gia đình của người dân. Như vậy chúng ta thấy cái an lạc của họ còn xa lắm, chứ đâu có an lạc đâu. Mà về mặt vật chất thì đầy đủ. Đó, cho nên vì vậy mà khi sự việc nó xảy đến với chúng ta thì chúng ta bình tĩnh. Chúng ta phải xem xét. Chúng ta đừng đổ trách cho cái này, đừng đổ trách cho cái khác. Mà chúng ta phải tự thấy rằng là chính cái nhân quả chúng ta tạo, hoặc là sanh báo hoặc là hậu báo, mà chính cái nhân quả đó nó kéo dài tới vô thủy vô chung không dứt. Cho nên chúng ta học Phật, cái điều quan trọng Đức Phật cân nhắc, Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta phải buông xả. Trong kinh Pháp Cú Ngài nói không thể lấy hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là định luật ngàn xưa. Cho nên người thế gian đó, người ta định nghĩa nhẫn nhục, có nghĩa là mình nhịn là mình bị nhục, cho nên không ai nhịn hết. Nhịn là nhục, cho nên người ta ăn thua. Không phải, nói như vậy không đúng. Chịu đựng, chữ nhục á, chịu đựng mọi sự quỷ nhục của người khác mà tâm của chúng ta không động. Chịu đựng mọi sự quỷ nhục của người khác mà tâm ta không động mới gọi là nhẫn nhục. Còn là mình giải thích ra là nhẫn là nhục, cho nên mình không. Cái bà mẹ có
có đứa con trai lớn, nó có gia đình rồi. Bà mới chia ra cái nhà phân nửa, vợ chồng nó ở cái khúc dưới, bà ở cái khúc trên, tức là có cái bàn Phật và cái phòng ngủ, rồi bà chia ngang đó đó. Còn cái khúc sau bà giao cho vợ chồng con trai. Mà sáng con dâu của bà nó quét nhà, mà tới cái ranh chia đó là nó tấp rác lên 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 bà, nó không quét. Quý vị là má chồng, quý vị nghĩ sao? Ở đây quý vị là má hết rồi đó, mà dâu quý vị nó quét nhà mà nó tấp lên thì nhà của mình cho nó ở, mà nó quét tới cái mí đó, cái mí mà chia đó là chỗ nó tấp rác lên nó để đó, không bao giờ nó quét hết. Bà mới nói rằng khi mà bà thấy nó chổi mà nó tấp ra, cái gan của bà nó muốn lộn lên, hết chịu nổi. Ai cũng giận hết chứ, con người mà. Sao nó tệ quá, nó làm dâu làm con thì nó quét giùm cho mẹ cái nhà, đâu có sao đâu. Mà nhà của mẹ nó cho nó ở chứ phải nhà nó cất đâu. Mà không quét, ngang cái chỗ nó chia thôi, còn khúc trên nó tấp rác để đó. Bà hết chịu nổi. Bà là Phật tử, cho nên bà nhịn. Bà không nói bà nhịn, nhưng mà khó chịu lắm. Chứ không phải nhịn vậy mà đơn giản, nhịn mà khó chịu. Trong tâm này nó sùng sùng. Chứ nó không có yên. Cái miệng không chửi, thay vì chửi đó, nhưng mà không chửi. Nhưng mà cái tâm này nó sùng rồi, nó sùng, chịu không được. Cái bữa đó cái đứa con gái nó 6-7 tuổi gì, nó sốt sốt huyết nó chết. Là cháu bà, cháu nội bà, con của nó. Nó để nó nằm ở bệnh viện, đưa về để nằm đó. Bà xuống nó cũng thèm nói về bà. Cái lúc đó thì nó bị gì? Nó bị khủng hoảng, nó mất cái niềm tin, và nó đau khổ là con nó chết. Mà nó biết bà má chồng nó là biết tụng kinh. Nó tới nó nói tụng kinh cho nó đi, chứ nó không nói, nó tụng kinh cho nó này, nói chỏng chỏng vậy thôi. Bà thấy nó cũng thương cháu, mà giờ nó này nó thích tụng kinh, nó biểu mình tụng kinh. Bà lên bà lấy cái khánh này xuống, bà ngồi bà tụng kinh cho nó, cho cái đứa cháu nội tụng kinh. Không nói gì hết, tụng kinh không. Sau cái thời tụng kinh đó rồi thì nó mới gọi bà bằng mẹ, và hai mẹ con bình thường lại với nhau. Nếu mà không có cái đứa cháu bà nó chết á thì chưa chắc gì mà hai mẹ con đó hàn gắn được. Bà nói rằng bao nhiêu đó đó mà mấy năm trời giận mà không chửi, nhưng mà cái tâm đó khó chịu. Bây giờ sáng dậy nó quét nhà luôn cho bà, từ trước tới sau nó quét luôn, không còn tấp rác lên nữa. Như vậy là chịu đựng mọi sự quỷ nhục của người khác mà tâm này không động. Mà cái này là động, mặc dù là tay chân không đánh, miệng không chửi, mà cái tâm còn động. Cho nên bà phải tu mấy năm, năm trời như vậy, mấy năm như vậy. Rồi bây giờ thì mẹ con đã sum họp an lạc, và tối với nhau dắt nhau đi chùa. Quý vị thấy không? Cái câu chuyện thứ hai là cái bà kế bên với ông đạo hữu này, một cái hành lang chung, cái hành lang chung, mà hai căn nhà thì có cái tấm vách ngăn nhỉ. Là cái bà này bà mua con chó kiển về bà nuôi. Sáng bà thả nó ra, nó qua bên cái hành lang của cái ông đạo hữu này, nó tè một bãi, đại khái vậy. Thôi kêu bà qua bà hốt bà dọn, cũng mấy lần vậy. Nhà của ông đậu này nó có nuôi hai con gà ác để ăn cơm đổ chơi vậy thôi. Con chó nó qua nó chụp con gà. Thì như vậy là lúc mà nó tè đó thì ổng làm thinh, ổng không nói gì hết. Bữa nay nó chụp con gà, ổng sợ con gà chết.
cái chiếc guốc của vợ để ngoài cái thềm đó, ông xách chiếc guốc, ông hoàng trúng con chó. Nó lăn qua, nó là ăn, nó chổng bốn cẳng lên trời, nó chết. Thì bà nghe con chó nó la trước, bà ra, bà thấy con chó đưa bốn cẳng lên trời chết. Bà chửi, ban đầu thì chửi chó, chửi trâu, chửi mèo, chửi gà, chửi vịt, chửi ông nội, chửi ông cố, hết chửi rồi. Chửi tới cái quân gõ mỏ tụng kinh, thôi hết biết rồi. Cái quân gõ mỏ tụng kinh là ai? Từ Phật xuống bà chửi hết. Chứ vậy Phật mình bài mình gõ mỏ tụng kinh mà không chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh, chửi từ Phật chửi xuống chửi hết luôn. Anh hết chịu nổi rồi, ông xăng tay áo lên. Hết chịu nổi rồi. Nhận tới đó thì hết chịu nổi rồi. Ông ngồi và ông nghe chửi đủ thứ hết. Thì bà vợ ở đằng sau á, bà nghe, bà chạy lên bà thấy ổng là xăng tay áo lên, ra ăn thua đủ với cái bà hàng xóm đó. Bà mới nói, ông ơi, cái cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu á. Thiện hữu tri thức á. Cái cơ hội này cơ hội vợ chồng mình tu. Ông bỏ tay áo xuống. Nhờ bà vợ mới nói câu đó, cơ hội này cơ hội mình tu. Cho nên mình nói mình tu. Nhưng mà tối ngày mãn năm mãn kiếp, ai gặp mình cũng A-di-đà Phật hết, mình biết mình tu sao? Họ chọc tức mình, coi mình nổi sân, mình điên không, mình mới tu chứ. Cho nên người tu nó có 6 cái khảo. Thế nè, nội khảo là 1 nè, ngoại khảo là 2 nè, nghịch khảo là 3 nè, thuận khảo là 4 nè, minh khảo là 5 nè, ám khảo là 6. Mà cái nghịch khảo đó không sợ bằng cái thuận khảo. Không sợ bằng cái thuận khảo. Người tu đa phần rớt ở cái thuận khảo, chứ không rớt ở cái nghịch khảo. Con ruồi nó có chết vì muối đâu, mà nó chết vì đường, nó không chết vì muối. Cho nên cái thuận khảo này chết. Bây giờ người đó họ nói họ tu, nhưng mà suốt cuộc đời họ gặp một cái hoàn cảnh thuận thì họ tu sao? Không thấy tu gì hết. Nhưng mà bữa nay họ gặp cái hoàn cảnh nghịch cảnh, họ có nhẫn được hay không? Nhất sân chi quả, chi quả năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Một đốm lửa sân nổi lên đốt cháy cả rừng công đức, chỉ cần một điểm sân. Như vậy hai vợ chồng đạo hữu này là tối tụng kinh, khuya dậy tụng kinh. Bà hàng xóm bà nghe rồi, hai vợ chồng tu gõ mỏ tụng kinh mà. Bây giờ xách chiếc guốc mà phang con chó bà chết, bà chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh, thì ông này nổi sân lên hết tu rồi, hết tu. Bà vợ qua qua nói, ông ơi, cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu. Êm liền. Cái bữa đó là Du Lan, bà cũng đi chùa, ông đạo hữu này cũng đi chùa, gặp nhau ở ngoài đường. Gặp nhau ngoài đường. Bà mới nói, chú Tám ơi, chú hay quá. Chứ bữa đó mà chú không khéo đó, tôi với chú thành cái nồi cháo heo rồi. Khen đấy chứ. Bữa nay đó, thôi, ông đỡ hồi nãy, thôi chị em mình đi chùa bữa nay Du Lan báo hiếu, bông hồng cài áo em. Cho nên chúng ta thấy tất cả những cái gì mà hiện nay, cuộc đời này hiện nay đây, đều dính dấp mang cái nhân quả của quá khứ hết. Cho nên chúng ta tạo cái nhân quá khứ thì cái quả hiện tại, chúng ta tạo cái nhân hiện tại thì cái quả tương lai không mất, không mất. Cái gì mất cho cái đó không mất. Khi mình chết là cái thân của mình bằng xương bằng thịt, cát bụi trở về với cát bụi, đó là phần sinh lý mất. Mình thấy rõ ràng rồi. Vài tiếng đồng hồ người ta liệm, ta chôn xuống đất rồi, thôi mất rồi. Nhiều cách, thiêu cũng được, chôn cũng được, bỏ dưới sông, sông Hàn bên Ấn Độ cũng được, không quan trọng hết rồi. Nhưng mà cái nghiệp báo của mình còn. Cái gì nó tồn tại là cái nghiệp của mình nó tồn tại. Cho nên
là sau khi mình chết là cái phần xác tứ đại này nó trở về với cát bụi, đó là một phần. Còn cái phần tâm lý là cái thần thức của mình nó cộng với cái nghiệp, sức mạnh của nghiệp dẫn mình đi tái sanh trong lục đạo. Tôi nói cái sức mạnh của cái nghiệp để quý vị thấy đó, gọi là nghiệp lực, là sức mạnh của nghiệp. Nghiệp là gì? Việc làm được lặp đi lặp lại nhiều lần thành là cái nghiệp. Ăn trầu, hút thuốc, đánh bạc, đá gà, bóng đá, những cái chuyện nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thành cái thói quen, gọi là nghiện. Đó là nghiệp. Bây giờ ba người cùng xuất phát một điểm A đến một điểm B. Đó nè, nắm tay với nhau đi từ điểm A đến điểm B xuất phát, đi được một phần ba đường. Thì trong ba người này có một người là thích đánh bạc, họ thấy cái sòng bạc ở bên đường đó, họ đi vô. Như vậy cái sòng bạc này nó có mời không? Nó có gọi không? Nó có kêu không? Nó có năn nỉ không? Thì tại sao người ta vô? Sức mạnh của nghiệp nó lôi người đó vô. Cái đam mê này nó lôi cái người đó thích đánh bạc là nhào vô cái sòng bạc đó. Hai người này nắm áo kéo không ra, không ra. Thấy sức mạnh của nghiệp chưa? Rồi còn hai người đi được nửa đường, thì một trong hai người này thích đá gà nòi, thấy cái trường gà ở bên đường đó, sức mạnh của cái trường gà này nó hút cái lôi cái người này vô đó, cái người này nắm áo kéo không ra. Thế bây giờ còn lại một người, họ đi thẳng tới điểm B, chứ họ không có bị cái nghiệp lực này nó hút, cái sức mạnh này nó hút. Như vậy A là sanh tử mà B là niết bàn, rõ chưa? Đức Phật nói là tất cả chúng sinh có khả năng từ sanh tử đến niết bàn một cách dễ dàng, nhưng với điều kiện đừng bị nghiệp lực nó dắt. Nó dắt là mình thua liền, thua liền. Như vậy cái sức mạnh của nghiệp nó vô hình. À, bây giờ tôi giải chỉ cái chỗ này quý vị thấy, cái người chết với cái người nằm chiêm bao giống giống nhau không khác? Giống nhau. Cái người nằm chiêm bao là sao? Ngủ mê mới có chiêm bao, chứ ngủ chưa mê chưa có chiêm bao. Thì bây giờ cái người họ nằm trên giường đó mà cái thần thức nó đi ra mà cái người đó không biết, cái người nằm kế bên cũng không biết luôn. Cái thần thức nó là vô hình. À, nhưng mà cái người nằm ngủ đây máu còn lưu thông, tim còn nhập, còn nhịp, gọi là sống. Nhưng mà cái thần thức nó ra, thì cái giấc chiêm bao này là hỷ, nộ, ái, ố, vui, buồn, giận, hận, vì là cái thần thức này biết hết mà cái người nằm ngủ không biết, hoàn toàn không biết. Xong nó trở về, nó nhập vô, thì cái người nằm chiêm bao này thức dậy mới biết cái giấc chiêm bao đó là giả. Nhưng mà trong lúc chiêm bao thì cái thần thức này nó cảm nhận là cái người nằm ngủ này hoàn toàn không biết. À, bây giờ cái người chết là sao? Người đó cũng nằm đó, chết cũng nằm đó, thay cũng nằm đó, nhưng mà máu đặc, tim không hoạt động được, thì gọi là chết. Rồi thần thức nó ra rồi nó chở vô, nó chở vô vô không được, nó chết làm sao vô. Rồi ra rồi vô, họ tiếc mà. Cho nên á, bên nhà chùa chúng ta là phải để mấy tiếng đồng hồ. Để làm chi? Họ vô, họ ra, họ vô, họ ra, họ vô không được. Họ ra rồi họ tiếc họ vô. Vì cái này của họ mà. Cái ngã ái chấp tàn, tức là họ chấp rồi cái thân của họ còn. Cho nên họ vô không được. Họ đi ra. Cuối cùng hết rồi. Đi theo cái nghiệp, nó dẫn vào trong sanh tử luân hồi. Bây giờ đi hẳn rồi đó, là đi theo cái nghiệp, là cái sở thích của mình. Nếu lúc sanh thời họ tạo cái nghiệp làm người, thì bây giờ cái nghiệp làm người này, nó cái sức mạnh nó dẫn cái thần thức này đi vào trong cái thai của người mẹ, làm người tương lai. Nếu lúc sanh thời họ tạo cái nghiệp làm súc sanh, thì bây giờ cái sức mạnh của cái súc sanh đó, nó kéo cái thần thức này đi vào trong
hai của chó, của bò, của lừa, của ngựa để làm chó con, để làm bò con. Không có quỷ sứ, không có gì hết, mà là nghiệp dẫn đi luân hồi. Cho nên quan trọng của chúng ta đó là chúng ta đừng tạo nghiệp, đừng tạo nghiệp. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật đơn giản: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật dạy. Cố gắng làm điều thiện, đừng làm điều ác. Đó nè, giữ tâm ý cho trong sạch, đó là lời Phật dạy. Có hai cái đó. Đừng làm điều ác, cố gắng làm điều lành, tức là mình không tạo cái nhân ác, thì cái quả ác tương lai chúng ta không gặp. Trong kinh mà Tam Thế Nhân Quả đó, tôn giả A Nan thắc mắc cái chỗ này. Ngài mới thưa với Đức Phật thế này: thưa Thế Tôn, lời của Thế Tôn nói, Thế Tôn dạy, con không có ngờ vực, nhưng có một điều con thấy rằng dường như không đúng với nhân nhân quả. Phật hỏi A Nan: sao không đúng nhân quả? A Nan nói: thưa Thế Tôn, nếu nó nhân quả thì tại sao người ác mà họ giàu, mà cái người hiền lành lại nghèo? Như vậy có đúng nhân quả đâu. Bây giờ quý vị nhìn ra ngoài xã hội, quý vị thấy nhàn nhãn rồi đó. Họ ác dữ lắm, đâm heo thuốc chó, nghĩa là làm tất cả mọi cái việc rất là tàn ác. Nhưng mà họ giàu có, con cái họ thi đậu, làm ăn tiền vô như nước, vậy là nhân quả gì? Người ta nhìn vào cái đó, ta đâu có tin nhân quả. Còn cái ông kia ổng hiền, con nít cũng không mít lòng, con chó nó, con gà cũng ừ, con heo nó, con vịt cũng cắt đầu. Sao đây nghèo, gia đình này lận đận, tháng nay thì cháu nội té giếng, rồi tháng sau rồi con dâu đi mổ, đủ thứ chuyện trên đời hết rồi, nhân quả gì? Đúng không? A Nan thắc mắc, mà bây giờ mình cũng thấy chuyện đó nữa. Đức Phật mới nói thế này: tôi đưa ra hai cái ví dụ. Một là nhà nông, hai là nhà buôn. Với nhà nông là ở quê, mà nhà buôn là ở gì? Ở thành phố. Hai nhà nông A và B. Cái ông nhà nông A đó là có một kho lúa dự trữ ở nhà, do cái mùa trước ông làm, ông thu hoạch ông vậy. Trời mưa xuống, vợ chồng đi đánh bài, đi đó nè, không làm gì hết, nhưng mà có gạo ăn, là vì trong nhà có vựa lúa. Ăn hết cái vựa lúa này rồi mới tính. Như vậy là mùa này không có gieo, không cày, không cấy, không thu hoạch thì mùa sau mới đói. Còn cái mùa này là lúa dí trong nhà rồi. Ông nhà nông B mùa trước không có thu hoạch, trong nhà không có lúa. Trời mưa xuống, vợ chồng con cái cực lực ra đồng, kẻ cày người cuốc, kẻ gieo người cấy, nhưng mà đi mượn gạo là vì trong nhà không có lúa, mùa sau mới thu hoạch. Nhân quả đó chứ, sao lại không nhân quả? Như vậy là cái người bây giờ họ có tiền, họ giàu, gia đình của họ hạnh phúc là cái nhân của họ tạo đời trước. Bây giờ cái quả nó thuần thục, nó chín mùi rồi, thì họ ngồi họ hưởng cái quả này. Và cái nhân bây giờ thì cái quả đời sau họ mới gặt. Nhân quả đó chứ. Bây giờ hai người nhà buôn, cái nhà buôn A và nhà buôn B đều là mua bán. Tết là nghỉ, chuẩn bị đón giao thừa, Tết Nguyên Đán, cộng sổ. Nhà buôn A lời 10 triệu, lời của năm cũ 10 triệu. Cái ông nhà buôn B này cũng là nghỉ Tết cộng sổ, lỗ 10 triệu, lỗ của năm cũ, này lời của năm cũ. Đem qua năm mới, đầu năm chưa khai trương, chưa mở cửa, chưa bán, mà ông nhà buôn A lại có tiền ăn, ông nhà buôn để đi vay nợ người ta ăn. Như vậy là đầu năm hai nhà buôn này chưa bán, chưa khai trương, thì tại sao một nhà buôn A này có tiền ăn? Là vì cái lời của năm cũ đem qua năm mới này. Đó, nhân quả đó chứ.
Còn cái ông nhà buôn B này là chưa mở cửa, chưa khai trương mà đi hỏi tiền, hỏi nợ người ta ăn, là vì lỗ của năm cũ đem qua cái năm mới này là phải đi mắc nợ. Nhân quả rõ ràng. Cho nên chúng ta đừng trách, đừng trách. Đa số chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta là tại cái ngoại cảnh, cái ngoại duyên làm cho ta khổ. Nhưng mà với giáo lý của nhà Phật là mình gieo cái nhân chẳng tốt, chẳng lành ở quá khứ thì cái quả đời nay chúng ta phải trả, chứ không thể trách ai được hết. Mà bởi vì mình thấy cái nhân quả rất là đơn giản, là hiện báo, được sanh báo, cái hậu báo mình chưa tin. Cái bà dưới Vĩnh Long, ở huyện Long Hồ, ở Vĩnh Long 70 tuổi mà mỗi bữa ăn cơm đó là con trai bà, nó ra nó đánh bà mà chảy máu miệng mới ăn, thì quý vị tính sao? Mà 5 năm, năm trời như vậy, 5 năm trời như vậy. Thì hai cô con gái của bà bên Pháp á, về nó qua nó thừa với tôi, nó nói là má con cái nghiệp gì nặng quá, mỗi khi ăn cơm là em con nó đánh bà mới ăn, mà đánh đổ máu chứ không đổ máu không ăn. Mà ba đứa mà có một 11 đứa nó đánh à, còn hai đứa nó không đánh. Tôi đích thân tôi xuống tới dưới nhà đàng hoàng, thì tôi xuống đó 11 giờ rưỡi, cái cậu con trai nó ở trong vườn nó trồng bưởi da xanh á, nó lái chiếc xe gắn máy ra, nó dừng sân đó, bả ngồi trên ghế mây như này, nó vô nó tát bên này, nó tát bên này, một bên nữa trên 10 cái tát như vậy đó, máu miệng nó chảy ra vậy. Rồi cái người cháu đó mới là lau miệng đồ này kia khác nọ nè, cho bà ăn cơm một tô cơm. Thanh niên mà ăn cái tô đó cũng muốn ngán nè, bà ăn hết, mai đánh nữa mới ăn, còn không đánh là đũa bếp cài cũng không được. Tôi thấy tôi ớn quá. Cái này phải nói rằng cái nghiệp quả sao mà kỳ cục quá, mình cũng khó hiểu. Phải có Đức Phật thì mình hỏi cái này đó, là mình tai phàm mắt thịt sao mình biết được, mà thấy sợ thiệt á. Tối tôi mới mời ba cậu con trai có mặt, tôi mới hỏi rồi, bà có ba cậu trai, hai cô gái bên Pháp tôi bỏ qua đi, giờ kể ba cậu trai ở đây đi, tại sao ba cậu không chia với nhau đánh bà, người đánh một tuần cho nó công bằng, tại sao để chú đánh à? Thì hai cái chú kia hỏi chứ má thầy đánh được không? Tôi nói dĩ nhiên là không được rồi, mà ở đây có cái trường hợp đánh mới ăn, tôi mới hỏi chứ làm sao tay chân tôi mà tôi đánh má tôi được. Hai chú mới nói tay chân nào tôi đánh được, không thể nào tôi đánh được. Thì tôi hỏi cái chú này sao chú đánh, chú nói tôi không đánh thì má tôi không ăn cơm chết sao. À như vậy tôi kết luận nè, hai cậu này thương má không đánh, cậu này thương má mới đánh, đúng không? Nó tôi không đánh má tôi không ăn cơm chết sao, thì thương má mới đánh. Còn hai chú này nó tay chân nào đánh thì thương má không đánh. Rồi tôi nghi rồi, nhưng mà cũng chưa biết rõ nữa, nghi rồi. Sáng tôi mới ra ngoài, xe tôi được gửi ở ngoài lộ, thì tôi ghé cái quán nước đó tôi uống nước, thì cái bà má của cái bà chủ quán đó đó lớn hơn cái bà đó 74 tuổi, bà đã 70 tuổi. Bà đi nhẹ nhẹ và tới gần nhắc cái ghế bên tôi, bà nói quý thầy đi vô cái nhà cái bà mà mỗi khi ăn cơm con bà đánh nó phải không? Tôi nói dạ, lần đầu tiên tôi mới thấy đâu bà, đói là xấu nhất đó nè, xuống bếp xuống đồ kiếm cơm nguội cơm lạnh gì ăn, ở đó người ta đánh mới ăn. Tôi thấy cái gì này lạ đó. Bà nói quý thầy ở xa không biết đâu. Tôi nói cái lai lịch cái gia đình đó cho thầy nghe. Ông nội của bà ta hồi xưa đó là hội đồng quản hạt ở cái khu vực này, ác lắm. Đánh người ăn người ở mà lấy chổi nhúng cứt mới đánh. Bây giờ nó trở lại nó đánh bà. Như vậy là cái khổ này ở đâu? Ai làm mình khổ? Tôi nêu lên mấy cái chuyện đó để quý vị thấy rõ ràng là Đức Phật xác định rằng cái khổ của chúng ta là do phiền não, do cái nhân quả ba đời mà tạo nên cái khổ hiện tại. Cho nên chúng ta đừng đổ thừa AB, chúng ta đừng đổ thừa cho xã hội. Quý vị thấy không? Mà mình phải xét lại tự thân của mình,
đã tạo một cái nhân ở quá khứ, đời trước một, đời hai, đời một kiếp, hai kiếp, cái nhân quả đó còn phải trả lại, nó thuộc về hậu báo. Hậu báo. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư tu hành 10 năm với đức thanh tịnh trang nghiêm, không có cái cơ hội nào để cái nhân quả này nó vai nó trả. 10 kiếp. Ở cái kiếp cuối cùng hết, Ngài chỉ lơ là một chút, là vua Đường Hy Tôn làm cái tọa cụ bằng trầm, thỉnh Ngài lên thuyết pháp, Ngài làm quốc sư đó mà. Ngài khởi cái tâm tham đắm, đang thuyết pháp, có một cái con vật lạ gì nó cắn ngay cái đầu gối của Ngài, cái Ngài không thể thuyết pháp được, xuống pháp tòa, bắt đầu nó làm, nó hành nhức nhức lên thành cái mục ghẻ bằng cái trái bưởi cắt đôi rồi, cái mặt người ta, phải lấy thịt đắp vô mới êm, còn không đắp rồi nó nhức. Như vậy cái quan hồn này, tức là nó chờ 10 kiếp, mà đến cái kiếp cuối cùng này đó, là Ngài sơ hở một chút là cái quan hồn này nó báo liền. Ngài mới lập ra cái đạo tràng gọi là Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng, hay gọi tắt là Thủy Sám, để lấy cái nước tam muội ở cái suối Giải Quang đó mà rửa cái mục ghẻ này, không đơn giản đâu. Đó, tôi nói mấy cái việc đó là hậu báo. Mình không thấy được, mình đổ thừa cho cái này, đổ thừa cho cái khác, nhưng mà cuối cùng hết là cái nhân quả của mình tạo cho cái phiền não đó. Ông nhà giàu đó mất qua cái bánh ít, mất qua ba bánh ít, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Nếu bình thường ổng đi với cái người hầu đó thì nó đi sau cũng được, đi sau cũng được mà đi ngang cũng được. Đằng này đi sau cũng không chịu, đi ngang cũng không chịu, đi trước cũng không chịu nữa, là phiền não nó khơi dậy cái tham tâm nó khởi lên, nó mất ba cái bánh ít không. À, đại khái như vậy. Đó là phiền não và cái nhân quả. Thôi thì buổi giảng này là tôi xin vắng mặt tới Tết. Là 12 âm lịch này tôi đi Úc, và cho tới là 31 tây tháng 11 tôi mới về. Thì coi như về đó là chuẩn bị với Di Đà, rồi công việc Tết Nguyên Đán sắp tới nó cũng lu bu, cho nên chắc là tôi phải xin vắng mặt từ nay cho tới Tết. Qua tháng 2 tôi mới có về tiếp tục cái buổi giảng ở cái đạo tràng này. Thế thì ông bà thường nói là mang chuông đem đánh xứ người. Tức là mình ở Việt Nam, mình qua bên cái xứ người ta để hoằng pháp, tức là mang chuông đem đánh xứ người. Nếu mà chuông mình nó thanh á, thì nở mặt nở mày, mà chuông mình nó bể nó kêu lạch cả thì cũng bể mặt quá, đúng không? Cái chuông mình nó thanh thì cũng vui vẻ thầy trò. Mà chuông mình nó bể nó qua xứ người ta mà đánh nó lạch cạch thì nó cũng không vui gì. Ở đây tôi cũng cố gắng, bởi vì công tác hoằng pháp là một cái công tác lớn nhất ở trong đạo Phật. Vì cuộc đời của Đức Phật 50 năm là Ngài lo cái chuyện là hoằng dương Phật Pháp. Thì bây giờ Đức Phật diệt độ rồi, chúng ta là đàn hậu học, chúng ta muốn xiển dương Phật Pháp để cho cái chánh pháp của Đức Thế Tôn còn mãi trên cuộc đời này, thì công việc hoằng pháp rất là lớn. Thì tôi cố gắng làm hết cái nhiệm vụ của mình, bởi họ mời tôi đi hoằng pháp chứ không phải đi du lịch. Úc nên nó khó lắm, đi du lịch mà qua đó đi hái dâu là không được, đi chữa bệnh qua hoằng pháp cũng không được. Hãy hoằng pháp thì hoằng pháp, du lịch thì du lịch, chữa bệnh rồi chữa bệnh, lao động là lao động, thế mà qua làm sai là nó đuổi về 5 năm nó không cho đi. Tôi có thằng đệ tử tôi ở Vũng Tàu, cha mẹ nó làm farm ở Adelaide, nó qua bệnh nó đi du lịch, cái hồ sơ của nó là đi du lịch, nhưng qua bệnh nó đi hái dầu, nó bắt rồi là nó lấy tiền hết nó đuổi về 5 năm nay nó không cho đi, không cho đi. Mày đi qua đây mày làm dân tao thất nghiệp làm sao? Thấy không? Mày đi du lịch quá, mày đi làm lao động này dân tao thất nghiệp sao? Nghĩa là 5 năm rồi nó không cho cái chú đó đi. Ở thì chúc đạo tràng, chúc tất cả hành giả chúng ta mạnh tay khỏe chân, ở nhà ráng lo tu hành, tôi cũng ráng lo đi hoằng pháp để cho cái công tác của mình, cái việc của mình nó tốt. A Di Đà Phật. Nếu như có một hai Phật tử nào có điều gì muốn hỏi.
ai có hỏi gì quý vị hỏi. A Di Đà Phật. Alo, alo. Dạ thưa thầy, con nghe nói là mấy thầy đi làm Phật sự hay đi hoằng pháp thì không có tu được, mà không có tu được thì không có vãng sanh được, như vậy có đúng không thầy? Thì cái này thì cũng có nhiều người thắc mắc lắm, để thầy giải thích cho nó. Bây giờ thầy ngồi đây thầy nói một thời pháp này, tức là thầy tu, đúng không? Bởi vì con lên bàn Phật, con lật cái kinh ra con đọc, thì cái thân của con là một, cái miệng của con là hai, cái tâm của con là ba. Nó được thâu nhiếp vào trong cái lời kinh đó, gọi là tam nghiệp thanh tịnh. Thầy ngồi trên cái pháp tòa này, cái thân của thầy yên, cái tâm của thầy phải đem hết cái lời học tập, cái học tập của mình trong mấy chục năm ra mới nói. Cái miệng thầy nói đúng với cái tâm đó thì ba nghiệp thanh tịnh là tu đó chứ. Giả nhiều chừng nào tu nhiều chừng đó, chứ đâu có sao đâu. Ở nè, bởi vì tu, chúng ta nên hiểu nè, sửa đổi tâm tánh và giữ ba nghiệp thanh tịnh là tu. Vì vậy ngày nay thầy giảng hai thời, sáng chiều hai thời, thì giống như đạo hữu sáng chiều tụng kinh như thế. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt hơn nữa là bao nhiêu cái tu tập của thầy, cái kinh nghiệm của thầy bao nhiêu năm đã thầy đem ra được, mà người khác không làm được việc đó. Chứ đâu phải cái miệng thầy nói không được, mà cái tâm thầy không nhiếp, mà cái tâm thầy không thu, thì cái miệng thầy không thể nói được. Cho nên cái người giảng sư đó, một thời pháp đó mệt gấp hai lần cái người ngồi tụng một thời kinh. Vì cái người tụng thời kinh lật cái bản kinh đó ra đọc, mà cái tâm họ không suy nghĩ, còn thầy phải suy nghĩ chứ. Cái ý trước cái ý sau nó liên tục thầy giảng mới được, chứ không suy nghĩ làm sao giảng. Đâu phải cái này có cái bài mà thầy đọc đâu, mà nó thu lượm đâu bao nhiêu năm học tập bây giờ mới đem ra. Mà cái tư tưởng nó phải liên tục giảng mới được, chứ nó không liên tục giảng không được. Cho nên nó mệt hơn cái thời tụng kinh nhiều, và cũng tu hành được chứ không có sao đâu. Đó là ngồi đây là ba nghiệp thanh tịnh mà, thân nghiệp nè, khẩu nghiệp, ý nghiệp là thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trong đạo Phật có nói về phước huệ song tu. Vậy thì người ta do nghèo khó túng thiếu thì phải tu tập thế nào để đạt được phước lẫn huệ? Kính mong thầy quan hỷ chia sẻ. Tu phước là mình đem vật chất mình cho đối phương, mà đối phương quan hỷ, mình quan hỷ là phước. Ví dụ như Phật tử đem cho người ta 10 ký gạo, gọi là vật chất, mà cái người nhận 10 ký gạo đó họ vui, mình cho mình cũng vui. Chứ bây giờ mình cho họ 10 ký gạo, họ nói dạ cảm ơn tôi không nhận, thì quý vị thấy sao? Quê một cục. Cho mà ta không nhận là quê lắm, mà ta nhận là mình gì? Mình vui. Mà cái người đó họ nhận được 10 ký gạo, họ vui, họ về họ nấu cho gia đình họ ăn được, cái đó gọi là phước. Hiểu chưa? Bây giờ huệ tức là cái việc làm đó mà mình cũng vui, họ cũng vui, mà không có hình tướng là huệ. Quý vị nhẫn nhục, quý vị thực tập cái hạnh nhẫn nhục. Khi mà người ta nói sốc mình, người ta đâm thọc mình, người ta nói chọc ghẹo mình, mà mình nhẫn được thì mình cũng vui, mà cái người đó họ cũng vui, mà không có hình tướng thì gọi là huệ. Đó là, tức là hai bên vui hết, mình không giận họ là mình vui. Cho nên trong Phật Bảo Dương Tam Muội Luận, Đức Phật dạy là quan ức thì không cần biện bạch. Biện bạch thì tâm trí mờ ám và sanh oán thù. Như vậy là mình thực tập được cái pháp nhẫn nhục là mình an vui, mà cái người khác họ cũng an vui, mà hai cái này là không có hình tướng. Thay vì mình đem 10 ký gạo mình cho là họ an vui, mình an vui là phước,
mà mình tu cái hạnh nhẫn nhục niệm Phật là tu huệ. Mình niệm Phật mình được an vui đó nè. Mà tất cả những người khác, bạn lữ của mình, đồng hành với, đồng tu với mình, hành giả với mình, họ cũng an lạc, mình cũng an lạc, thì cái đó gọi là tu huệ mà không có tướng. Mà tu phước thì có tướng, gọi là phước huệ song tu.